Ok các bạn ơi, bây giờ mình đã nướng con heo, lòng nhầm đã luộc con heo mực ong lên được nè anh em coi nè. Trời ơi, con heo sau khi mà nó bị ứ nước lên nó, trời ơi, nó mập ghê, nó bự khổng lồ nè anh em. Trời ơi, trời ơi, trời. Này bánh tưng gì lóc, các cháu ơi bà lại tiếp tục làm clip nướng heo quay khổng lồ. Ok, bà Hai xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Yeah. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Hero Team của mình. Hiện tại bây giờ mình đang ở trong làng của Hero Team nè anh em. Em coi nè, ôi, làng của Hero Team mình càng lúc nó càng phát triển hơn đó anh em. Ờ, có nhiều bạn hỏi mình á là tại sao anh không qua bên cái Gaming House sống đi mà anh toàn sống trong nhà vậy. Thì thật ra là cái Gaming House á, anh dịch xây ra đó cho mọi người. Mỗi lần mọi người muốn làm việc thì có thể qua nó làm, còn không thì sẽ có thể sống ở nhà. Còn mình thì mình thích sống ở nhà hơn cho nó thoải mái anh em ơi. À đúng rồi, quên. Hôm nay á mình lên trên cái gì ta, YouTube á, thì mình thấy là anh Vịt mới vừa làm một cái clip là sao ta, một mâm gà cây khổng lồ cùng với bà Tân Vlog. Trời ơi, anh Vịt làm một cái mâm gà cây khổng lồ luôn. Trời ghê nha. Ôi, rồi nghe đâu bữa trước còn làm thêm gà KFC khổng lồ nữa. Chẳng lẽ bây giờ á mình chung team với anh Vịt mà mình lại để thua anh Vịt thì sao? Không được, mình phải làm cái gì đó cũng phải khổng lồ giống anh Vịt mới được, để cho mấy bạn phải hâm mộ anh Vịt mà cũng phải hâm mộ mình luôn. Trời ơi, mình cũng phải làm cái gì đó khổng lồ mới được. À để xem coi. Hay là bây giờ á để coi cái gì ta? À, trong cái Hero Team này cái gì là khổng lồ nhất ta? Trời ơi, mình nghĩ là có một mình con team Midu á là nó mập nhất trong team, là chắc là nó khổng lồ nhất rồi. Hay chẳng lẽ bây giờ mình làm gì thịt team Midu khổng lồ nướng quay? À, không được, được, kỳ quá. À quên em ơi. À mình nhớ rồi. Ngoài team Midu ra thì còn có một cái con rất là mập nữa, chính là con heo mà team Midu đang nuôi. Đúng rồi, trời ơi trời. Team Midu đang nuôi một cái con heo để làm thú cưng anh em. Đó, thì các bạn không biết á, thì team Midu á là trước đây là team Midu là thích được làm gọi là con kiều. Nhưng mà sau đó thì team mình cứ gọi là team Midu riết, sau đó là các bạn cho team Midu làm con heo luôn. Trời ơi, đây chính là bạn của team Midu nè anh em. Đó. Nhìn nè, á nó đang bị nhốt trong chuồng nè anh em. Trời ơi, con heo này ha. Bây giờ á mình sẽ cho con heo này nó ăn cái gì đó để cho nó thật là bự lên, sau đó mình sẽ làm một dĩa thịt heo khổng lồ. Đúng rồi. Ui. Con team Midu nó đứng ở trên nóc nhà của Vịt kìa. Chết rồi. Mình phải núp vô mới được. Bây giờ mình phải làm một cách nào đó gọi là thật là chậm rãi để cho nó không biết. Mình phải đi ra lén ra bên đằng sau nè, sau đó mình bắt con heo. Đúng rồi. Ok, để mình đi mình kiếm đồ để mình bắt con heo mới được. Để mình qua đây coi. Hình như là nhà mình có một ít đồ để bắt heo nè, để từ để coi. Trước tiên mình phải bắt con heo trước, sau đó mình sẽ qua mình rủ anh Mr. Vịt để cùng đi với mình. Để nấu con heo lên làm thành một con heo quay khổng lồ. Đúng rồi. Để xem coi. Hiện tại bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn rất là nhiều đồ ở đây luôn nè anh em. Đó, quá trời đồ thấy không. Bây giờ nè, mình sẽ đi làm việc đầu tiên của mình là phải đi bắt con heo đó trước rồi đã. Con heo này nó rất là khôn luôn anh em ơi. Nó gặp người lạ thì nó sẽ la lên, nó sẽ chạy vòng, nó sẽ không để cho ai bắt nó đâu. Bởi thế nên mình đã chuẩn bị ở đây có một cây súng nè anh em thấy không. Anh em biết cây súng này là cây súng gì không? Anh em nào biết cây súng này là cây súng gì hãy bình luận cho anh biết nha. Ok, rồi, giờ chúng ta hãy qua bên đó bắt con heo thôi. Hiện tại bây giờ team Idol đang đứng trên nóc nhà của Vịt nè. Mình phải lẻn mình đi đằng sau cái lồng nè mình bắt nó, cho nên team Idol nó sẽ không thấy được. Đó, trời ơi, đi đằng sau. Ô mày quá. Mong mà team Idol nó sẽ không thấy mình. Ok, đập cái lá lại đi. Rồi, heo ơi heo, chuẩn bị mày bị bắt rồi con ơi. Rồi, nạp đạn vô nè. Hey. Chuẩn bị chưa? Bắn. Con heo nó bị biến thành quả trứng luôn anh em ơi. Trời ơi, chết mày chưa con. Ok, bắt cóc nó. Ok rồi. Mình sẽ gắn cái lồng lại. Ok, bây giờ mình đã có được con heo rồi đây. Bây giờ là còn lại là mình phải làm một cái nồi thật là to. Đúng rồi, làm một cái nồi thật là to rồi có thể nướng con heo này lên. Thì ở đây mình đã chuẩn bị rất là nhiều đồ luôn rồi nè. Đó, mình sẽ làm cái nồi này nha. Anh em đợi mình tí nha. Để xem coi. Đầu tiên mình sẽ đào ra một cái ô thế này. À, cái ô như thế này đủ chưa ta? À, mình nghĩ nó có to quá không nhờ. Chắc là to quá, mình lắp lại xíu đi. Ok, 4 ô thôi được rồi. Sau đó là mình sẽ làm mấy cái cây cột lên. Để trồng cái cây cột này coi. Ôi, cây cột này mình sẽ để cái nồi để mình nướng con heo nè. Nhảy lên. Rồi nhảy lên khó quá ta. May mình biết bắt cua hai block không thôi là khỏi nhảy lên luôn rồi. Ok, đặt cao lên nè. Ngon luôn. Đó, đủ luôn rồi. Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo nữa là mình sẽ bỏ thêm hoa quả vào đây đó. Nướng heo quay anh em. Cái này phải nướng, cái này là giống như mình kiểu mình luộc con heo anh em. Muốn luộc được con heo ngon á thì chúng ta cần phải có thêm gia vị thì mới ngon đúng không anh em. Chẳng lẽ giờ bỏ con heo đây luộc xong lấy chấm muối tiêu ăn thì rất là dở luôn. Mình phải có thêm gia vị. Đúng rồi, quên. Đây từ để mình làm cái cầu thang để leo lên. Đó, giờ có một cái cầu thang để leo lên này nè. Đó, hợp lý. Bây giờ gia vị thì mình sẽ đến cái ruộng nè. Ở chỗ mình có một cái ruộng này, cái ruộng này chúng ta có thể lấy hoa quả ở đây, cà rốt nè, khoai tây ở đây có sẵn hết. Đó. À, ở đây có cà rốt nè, lấy cà rốt.
Nè, ngon. Rồi, ok. Bên đây thì có một cái ruộng gọi là lúa nè anh em. Chúng ta sẽ nấu kiểu như là nấu cháo anh em. Bỏ vô kiểu mình nấu sẵn, mình lấy cái nước súp nó mình làm cháo luôn. Đúng rồi, hợp lý vãi nồi luôn. Ôi, chị Camui kìa. Ôi, hy vọng là chị Camui sẽ không phát hiện ra mình. Tại vì cái lần này mình tính là mình sẽ dụ có một mình anh Vịt làm chung với mình thôi. Chứ chị Camui phát hiện thì chị Camui sẽ mát Timmy đó. Chị Camui với Timmy là hai chị chung với nhau, không được. Để xem coi. Khoai tây cà rốt là có rồi nè. Bây giờ chắc là cần thêm một ít gì đó gọi là hoa lá hẹ để cho nó thơm ngon bổ dưỡng. À đây, có hoa sen nè anh em. Chúng ta sẽ bỏ thêm hoa sen vào cho nó thơm nha. Trời ơi, ăn cái gì cũng vậy, phải có mùi thơm thì mới đặc biệt đúng không anh em? Thêm cái gì ta? Hoa sen vào nữa là thơm ngon bổ dưỡng luôn. Ok rồi, bê lên. Bảo đảm á là con heo quay này sẽ là con heo quay khổng lồ nhất mà các bạn từng thấy trong video luôn. Mình thề các bạn sẽ không bao giờ thấy một con heo nào mà heo quay nào mà bự khổng lồ như vậy đâu. Các bạn biết không? Bởi vì mình mới vừa chế tạo thêm một cái công thức á là khi chúng ta luộc con heo này lên thì con heo này nó sẽ biến bự khổng lồ luôn đó. Các bạn nghe ghê không? Ok, bỏ hoa sen vào nè. Rồi ok, sau đó bỏ lúa vào đó. Rồi bỏ thêm hạt giống nè, khoai tây vào nữa để luộc. Sau đó tiếp theo đó là con heo. Ok, để mình bỏ con heo vào. Mình đánh trúng nó nữa đây. Ê heo ơi, heo ơi, đừng chạy. Trời ơi, sao mình muốn đập cái khối sắt mà mình lỡ bắn trúng con heo vậy? Ok, đứng im heo, đứng im nha. Bắn vô đít mày nè. Ok rồi. Trời ơi là trời, cứ lộn hoài, cứ đánh trúng con heo hoài khó chịu ghê luôn á. Lên đây, trời ơi. Rồi, đổ đây nè. Sau đó bây giờ là mình đạp xuống đây cho chắc ăn. Mình sợ đánh trúng con heo quá. Ok rồi. Búp. Rồi, con heo rơi xuống nồi nước rồi. Ok, ở dưới đó nha heo. Ở dưới đó nha, chuẩn bị trở thành là nồi thịt heo thơm ngon khô bổ dưỡng nha. Ok, đóng nắp nồi lại. Đóng nắp nồi lại luôn. Ok rồi. Rồi, đi xuống đây nè. À, trời ơi, một cái nồi thịt heo siêu bự. Ok, để mình đập cái cầu thang ra. Đập ra cho chắc ăn anh em ơi. Ok, rồi. Bây giờ á, mình sẽ thắp lửa lên. Đó, mình đặt cái khói lửa đây nè. Rồi sau đó mình sẽ thắp lửa lên và mình nướng con heo này lên nha anh em. Ok. Đó, thắp lên nè. Trời ơi, cháy lên đi ngọn nước cao nguyên. Trời ơi, anh em thấy không? Bây giờ nhìn y như là một cái lò heo bự khổng lồ nè. Ủa, cái này là cái nhà gì đây? Tại sao có cái nhà trước ở chỗ này mà sao thấy tùm lum màu quá vậy? À, chắc cái nhà mà Vịt xây nè. Thôi kệ đi, mặc kệ đi, giờ mình phải tập trung cho con heo của mình nè. Ôi ôi, cháy lên đi nào heo ơi. Tắt lửa ơi. Phải thắp lên, mỗi lần tắt lửa phải thắp lên liền. Mình đang nghe tiếng con heo đang kêu này nè anh em. Ok và các bạn ơi, bây giờ mình đã nướng con heo, đã luộc con heo mật ong lên được nè anh em coi nè. Trời ơi, con heo sau khi mà nó bị ứ nước lên á, trời ơi, nó mập ghê, nó bự khổng lồ nè anh em. Trời ơi. Ủa gì vậy? Chưa bao giờ 24 nửa bánh chưng rồi anh chưa được ăn được con heo to này luôn. Trời ơi, con heo. Ôi, con heo nó di chuyển kìa. Ôi, ghê quá. Chuyện là sao lại chuyện gì đây? Ông đừng mà con làm gì con heo mà lên. Đúng rồi, nguy hiểm lắm nha. Cái bàn này là cái bàn xoay. Nè, xoay được nè. Đúng rồi, em quên. Ghê ghê ta. Các bạn xoay, ví dụ như là Vịt muốn ăn phao câu đúng không? Quay các bạn. Xoay cái phần mông lên, tôi cạp cho nó bực tay. Nè, các bạn nè, cạp đi. Thôi bây giờ nè, em là sắp kiểu là sao team mình sắp offline rồi thì bởi thế nên là em muốn làm một cái bữa tiệc để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cho buổi offline của chúng ta đó. Cho nên bây đây giờ là nháp phát đúng không? Đúng rồi, nháp thôi. Thôi có thể là quay này. Này hôm nào nháp được hết luôn á. Nhưng mà Phong ơi, tôi nghi con này ăn có liệu ăn để tăng trọng không? Tôi sợ ăn xong mình tăng trọng theo quá. Trời ơi, con heo này ăn vô là mình cùng lắm mình tăng thêm có 100 kg thôi chứ nhiều. Thôi đi nè, từ để tôi mổ con heo qua cho nè. Ok, mời mọi người nhập tiệc nha. Con heo đâu vậy? Con heo này hả? Anh không cần biết đâu. Anh cứ vô bàn anh ngồi đi em mổ con heo cho ăn nè. Còn đem em lấy con dao mổ con heo cho. À. Trời ơi, heo ngon quá. Đợi lắm rồi. Ok các bạn, mọi người vô ngồi nha. Ok, mời mọi người nhập tiệc nha để em mổ con heo ra cho. À. Ok, để cắt. Mổ đi. Cắt cho cái phần mông nha. Thơm quá. Ủa, ai mời con Timmy đủ đến đây vậy? Ủa, ai qua kìa rồi? Trời ơi, mọi người ăn quá trời luôn. Ủa mà sao nhìn quen ta? Ủa, có gì đâu quen, cái này con heo tôi mua ngoài chợ thôi, có gì đâu quen. Ủa, sao quay cái gì mâm mà tôi đang nhìn cái mặt nó không quay mâm? Đừng có nhìn. Đừng có nhìn. Cái mặt nó lại quay vậy? Ủa. Tôi thấy nó quen lắm luôn á Phong. Đâu có gì đâu quen. Con này con heo tôi mua ngoài chợ, đâu có gì đâu quen. Ở trên mặt nó có một cái sẹo nè, con heo của tôi. Đâu có con heo này tôi mua ngoài chợ vậy? Tôi mua ngoài chợ, con heo tôi mua ngoài chợ mà. Rồi bây giờ mới được ăn. Tôi mới đi
đi ập, tôi dắt nó đi ập. Sao mọi người lỡ bắt nó lên mâm rồi? Cái này cái này tôi không biết gì đâu nha. Mọi người nhầm tiền nha, tôi đi đây. Tôi trời ơi anh em ơi, mình bị lộ chuyện rồi, mình lấy con heo. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà. Trời ơi đừng đánh tôi. Tôi xin lỗi mà, tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Yeah, đồng nhầm. Ok mà hai. Ok, cứu em. Chạy chạy anh ơi, chạy. Trời ơi, dạy quá, đi lên theo làm chi vậy? Trời ơi. Mấy ông giết con heo của tôi rồi. Ở lộn nhầm. Ok và tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Mình bị lộ chuyện, mình lấy con heo của Timmy ra để làm thịt heo rồi. Xin lỗi anh em nha. Ok, bye bye. Mình up video đây. Bye bye. Tạm biệt. Yêu anh em phải nồi.